Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuyên dân chúng làm lành lánh dữ, khuyên cộng đồng tam giáo quy nguyên, khuyên cô bác ông bà nấu nước sôi uống để ngừa bệnh, mua dừa tươi để quyên cúng, cúng ngoài bàn ông thiên đúng 3 ngày 3 đêm, đem vô chặt cả nhà uống. Khuyên cô bác chặt cây trầm ngay, nấu làm trà uống, đó là mẹ Quan Âm cho một cái cơ đồ là Quan Âm thị kính nhiệm màu. Không phải cần tài, cần là cầu tài, cầu lộc, mà cầu cho dịnh dịch tiêu tan hết tất cả. Rồi sau này nước ngoài mới về Việt Nam, đó là phần tâm linh Việt Nam nằm tại triều đình Thới Sơn. Đình Thới Sơn là đình chăm quan xét xử, phải là đãi cho ăn, mà không phải thì phải duyệt. Hồn với xác tiêu ngay một giờ. Thì thôi, có đôi lời vàng tiếng ngọc, chúc bà con cô bác sức khỏe dồi dào, tâm linh sáng suốt, tu theo Phật pháp nhiệm màu thì cha với mẹ. Và cầu xin tháng này là tháng của quyền thất tổ, cầu xin cho nhiều của quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp, từ thời nguyên thủy tới ngày hôm nay, từ cố tổ hoàng tổ sơ khai, hoàng khai địa đạo nhiệm màu mới độ cho tất cả vong linh về, cho người chết về Tây Phương Cực Lạc, mà độ cho tất cả các cô bác ông bà dù già rồi, trẻ lớn bé gái trai nam nữ, và các cô cậu tâm linh tu hành đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Là cô Bảy cứ nhai chầu suốt luôn không phải hả? Nhai chầu mới nhẹ cái tâm. Nhìn đời thế sự ôi thôi lạ rời. Buồn cho mặt thế chẳng tu, bây giờ phải chịu đọa đầy trần gian. Liệu cơm gấp mắm mà nhờ, để sao cha mẹ đó mới cắm cây cờ của Hồng Quân Lạc Tổ. Triệu dân rồi, triệu vương rồi lại trưng vương, dân chắc chân nhị rồi mới ra kỳ tam này. Lê Sơn sánh mẫu với quyền di, thì anh Vũ Sơn núi khép mới tỏ bày con kia. Thì hồ những lưu nước, hồ nước của thầy cũng đã để lại trên núi két là anh Vũ Sơn. Gò Sơn Tiên ở trên Cô Tô, sau này nó cũng phải nổ ra hầm chén để nuôi người tu hành. Thiên Cấm Sơn chờ giờ, bây giờ đã núi non đã vỡ tan thành, còn sinh hơn muôn vật, huống chi là chúng ta. Đó là lời của Giê-xu nói. Ta là đã, đó là sự thật và là sự sống, không ai đến được với cha mà không qua thầy. Omega Alpha Mara Du Xe Amen. Nhân nhân Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Tín dũng thái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Và ngày hôm nay Tín dũng tình cờ gặp một cô có một cái hình dáng rất là lạ, cũng như là cô ăn chầu liên tục và đeo những cái sâu chuỗi trong người, cho nên là Tín dũng thấy rất là lạ. Hôm nay Tín dũng đến đây để trò chuyện cùng với cô nhé. Dạ. Dạ, cô xin kính chào cô. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, cho con hỏi cô thứ mấy tên gì cô hả? Cô thứ bảy. Cô thứ bảy hả cô? Cô thứ bảy tên Út Loan. Dạ. Rồi cô đang ăn chầu hả cô? Dạ, thưa đang ăn chầu cậu. Dạ, ăn chầu để cho nó tốt sức khỏe, hay là cái phần trong người của cô ăn, hay là cô ăn? Dạ, cái phần trong người ăn. Dạ, phần trong người của cô ha. Ăn chầu để ngồi cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho nước Việt Nam thịnh hành kỳ tam, cầu cho đại linh căn làm tròn sứ mạng, và cầu cho bệnh dịch tiêu tan. Dạ. Nghiệp chướng tiêu trừ mà chưa lai tiêu diệt thì tai qua mới nặng khỏi. Dạ. Gặp người hiền đức bạn hiền cùng tu, cùng nhau ta xông pha lên đường để làm tròn sứ mạng của cha mẹ tổ thầy. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Ăn chầu mà cũng ý nghĩa quá cô ha. Dạ. Con nhìn cô thì thấy cô có một cái thần thái rất là lạ, có như là chắc không phải có một cái phần vô vi nào đó ở trong người của cô, chứ không phải là cô rồi đó. Con nhìn là con biết. Dạ.
Dạ mình chà chà cái răng nó lại để vô trắng răng hay làm gì cô? Không có, ăn chậu có cái sữa mới ngon. Cậu ăn cơm cậu không có nước tương nước muối sao cậu ăn được? Dạ là phải cái xỉa vậy ha. Cái đó bụi tre có mắt, cái nồi đồng có dung ha. Dạ. Dung sao cho kịp thì ta mà dung sao cho kịp á, quyền chi tỏ tường. Cha với mẹ sai các vị siêu thần xuống trần gian, trong đó có cái xác này nữa. Tại vì cô Bảy, xác cô Bảy ngồi ở trên núi Bồ Hồng là hôm nay là 19 năm rồi. Dạ yeah. Mà lụm da chai bán giấy số là mướn người ta không có trả tiền, cho nên bây giờ không có tiền nhà trọ vòng vòng xin đôi thứ gạo ăn sống qua ngày. Không có tiền cũng xin cậu Tiến Dũng tiền đổ xăng đó, cậu thấy không? Dạ yeah. Cái xác xin chứ có bà lão này không có xin, tại vì bây giờ trần gian gạt hết tiền của cháu tôi rồi, cho nên tôi phải chịu. Tôi phải chịu cho cháu tôi. Yeah. Nhà có cửa đầy đủ mà bây giờ phải trở về non núi làm tròn sứ mạng thiệt thật. Dạ yeah, vậy là bà lão là theo cái phần xác của cô Bảy này. Dạ yeah. Để theo độ phần xác hay là sao bà? Theo độ phần xác, trước tiên là theo xác để xác làm việc để kiểm căn. Kiểm mấy phần căn ta bà đình miễu non núi. Yeah. Nếu thật thì để cho sự cho thật, nếu giả thì mình dạy lại, mình nhắc nhở lại. Trong cổ quyền thất tổ có nhiều người dạy con cháu đi làm bậy bạ. Yeah. Bây giờ là vàng thao lẫn lộn vậy thời không sai. Thôi thời á, giả một cuộc thế này á, dạo phố từ đình Thế Sơn mà dài cho tới Châu Lăng, dạy dạo chợ đời, ngồi ngoài đời ngoài chợ lụm dây chai. Yeah. Kẻ cho ăn người cho uống để cho sống qua ngày trận dịch này. Ngồi chỉ biết rơi lệ hồng trần mà mưa chẳng thuận gió chẳng hòa. Thì thôi có đôi lời chúc cho cô bác, anh chị, ông bà khắp miền xa xứ, từ nước ngoài đến nước Việt Nam mà toàn quốc toàn thể quý vị và cộng đồng Tam Giáo Quy Nguyên được thanh tâm an lạc, được sức khỏe dồi dào, bệnh tình sẽ tiêu tan, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, tư lai tứ nghiệp, để cho con cháu tôi nó khỏe được tí xíu. Từ tháng 10 tới bây giờ, tháng 10 âm lịch năm 2020 tới giờ con cháu tôi nó ốm 9kg đó, thì cậu nghĩ đi. Dạ, tức là cái phần xác này là ốm 9kg, là cái nguyên nhân là sao? Không, mà không có độ ngọc được, mới độ ngọc được 20 ngày nay. Dạ là xin độ ngọc để cái xác ốm quá. Ngọc là cơm đó hả bà? Cơm gạo cơm, hả? Cơm. Dạ. Độ ngọc. Là chín tháng nay không có ăn cơm. Không mà có chỉ độ ngọc. Nhai chầu thôi hả nhai bà? Nhai chầu không. Dạ. Nhai chầu uống nước. Dạ. Như vậy là cái xác có sinh bệnh không bà ha? Không, không có bị bệnh gì hết. Chỉ ốm là tại vì trong cái xác này á bị bệnh máu huyết á. Dạ. Bây giờ vẫn uống thuốc rồi mua thuốc thiếu người ta, thuốc nước đó, cái chai thuốc nước mà 45.000 một chai đó. Dạ, yeah, thuốc là nước máu huyết cơ, chưa có điều nó hết rồi mà 3 năm nó đáo lại, nó văng huyết hết 1 tháng 3 ngày mới hết. Dạ. Cho nên mới ốm. Rồi vô cậu Lý mua thiếu rồi vài bữa nó có tiền rồi trả cậu Lý. Dạ. Yeah. Thành ra là 9 tháng rồi là phần xác của cô Bảy này là không có độ ngọc, là không dùng cơm. Không dùng cơm. Mà mới độ ngọc 20 ngày nay, từ tháng 10 âm lịch tới ngày hôm nay. Là chỉ nhai chầu suốt vậy đó bà ha. Dạ. Vậy bà có cái lời khuyên gì cho tất cả những cái phần căn và kia để mà làm con đường chân chánh, làm sao để mà về với cha mẹ không bà? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Từ Tôn cảm ơn chúng mình. Nam mô Diêu Trì Địa Mẫu cảm ơn chúng mình. Hôm nay cũng là ngày đáo lại lễ thầy thiếm thà cái xác cô Bảy ra ngoài nấu cơm từ thiện ngoài cò thầy thiếm ngoài miền Phan Thiết. Nhưng mà hôm nay ở nhà, ngày hôm qua đi ra đình Thế Sơn mua dừa ra đình Thế Sơn cho huynh đệ gói bánh. Yeah. Rồi tới 17 lập đàn là mâm chầu, 18 đêm 18 cúng mẹ Quan Âm Nam Hải cũng không đi được. Toàn bộ linh căn là 30 căn nhà trọ ở ngoài đó. Yeah. Thất nghiệp cô Bảy chút cả nỗi lòng, cô Bảy muốn bán cái con ngựa này để lụm tiền để nuôi linh căn. Dạ, tính bán cái xe của bà hả? Bán chiếc xe được bao nhiêu tiền mà nuôi linh căn? Để gia đình căn có gạo ăn qua ngày để làm tròn sứ mạng trong đình Thế Sơn.
người quét dọn. Dạ. Quét dọn rồi không có mì gói có cơm hết. Cái đêm cô Bảy thiên không ngồi chiều. Dạ, vậy hả bà? Là bao nhiêu người ngoài đó bà ha? 30 căn nhà trọ là khoảng 40 mấy người, là có vợ chồng nữa. Dạ. Có bà lão già, 5 bà lão già ăn chầu, trong đó có bà Bảy nữa, 4 bà chỉ có Bảy nữa là 5. Dạ. 7 người mà mất hết 2 rồi. Dạ. Còn 5 người thì cô Bảy mới ngậm ngùi chịu, có cô Năm mà qua đầy đủ luôn. Dạ, là bà là cô Bảy là tính thương quân đệ mà tính bán luôn cái chiếc xe của mình chạy hàng ngày để mà mua gạo với mì để giúp cho bốn một mấy phần ở ngoài đó bà. Bộ bà con hồi đó khổ lắm hả bà? Khổ. Dạ. Quân đệ khổ, không có gạo ăn. Dạ. Mì gói cô Năm nấu cho 5 ký, cô Bảy ra cô Bảy cho hết rồi. Dạ, vậy hả bà ha. Dạ, thí dụ như bây giờ mà con thay mặt Mạnh Thường Quân mà trợ duyên những cái phần tịnh tài cho cô Bảy đó, cô Bảy có mua để giúp cho bà con ngoài đó được không? Được, cô Bảy mình có phát được không hay là được, cô Bảy chở xe ông Đa với cô Bảy kêu một người ra chở phụ, cô Bảy mướn xe ôm 50.000 ra chở ra ngoài, và cô Bảy ngồi ngay đó, cô Bảy kêu người lên phát, cô Bảy không có làm rườm rà như cậu hồi bữa đâu. Dạ, như vậy là được các bạn ha, tại vì dịch bệnh mình không có tập trung được nha. Cô Bảy mới đi ra cho đó, cô cậu kia đó cho cô Bảy 1.3 triệu. Dạ. Rồi cô Bảy mới mua hết, cô Bảy cho mới cho ngày bữa kia là xong rồi, ngày hôm qua cô Bảy con rồi đại tử cô Bảy gửi 500.000 cho bà ăn cơm đi. Dạ. Yeah. Cô Bảy lấy 500, cô Bảy đi mua du đủ cúng ông thần với mua dừa cho cái cô đó cổ gói bánh. Dạ. Yeah. Ngoài đình Thái Sơn với mua cá kho cho huynh đệ là hết 500. Dạ. Mới mượn cái cô bán xôi 20.000 để tí đi đổ xăng. Năm nay là cái phần xác của cô Bảy là bao nhiêu tuổi rồi cô Bảy? 54 tuổi Mậu Thân. 54 tuổi ha. Còn cái phần mà bà lão đó, theo cô Bảy đó là... theo là Ngô Thị Xuân Lan, Maria Madam Ngô Thị Xuân Lan là bà ngoại. Cô Bảy sống với bà ngoại từ nhỏ lớn. Dạ. Là sau cái... này bà ngoại chết năm 76 mới về với mẹ ở. Dạ. Là hiện nay là bà... ngoại theo phần xác của cô Bảy. À, bà có ngoại, bà ngoại theo xác. Dạ, theo giữ xác của Bảy ha. Theo giữ xác. Để lập công bồi đất hay sao bà Bảy? Lập công bồi đất. Dạ, con nghe được biết là cô Bảy là bên đạo gì mà con thấy đeo. Cô Bảy đạo Chúa. Dạ. Ba cô Bảy đạo Phật theo đạo Chúa, mẹ cô Bảy, nhưng ba cô Bảy vừa chết xong rồi cô Bảy về núi rồi. Dạ. Cô Bảy có lời khuyên nào để cho bà con cô bác mình thoát qua được cái cơn đại dịch đâu cô Bảy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuyên dân chúng làm lành lánh dữ, khuyên cộng đồng tam giáo quy nguyên, khuyên cô bác ông bà nấu nước sôi uống để ngừa bệnh, mua dừa tươi để quyên cúng, cúng ngoài bàn ông thiên đúng 3 ngày 3 đêm, đem vô chặt cả nhà uống. Khuyên cô bác chặt cây trầm ngay, nấu làm trà uống, đó là mẹ Quan Âm cho một cái cơ đồ là Quan Âm thị kính nhiệm màu, không phải cần tài, cần là cầu tài cầu lộc mà cầu cho dịnh dịch tiêu tan hết tất cả. Rồi sau này nước ngoài mới về Việt Nam, đó là phần tâm linh Việt Nam nằm tại triều đình Thới Sơn. Đình Thới Sơn là đình chăm quan xét xử, phải là đãi cho ăn, mà không phải thì phải diệt. Hồn với xác tiêu ngay một giờ. Thì thôi, có đôi lời vàng tiếng ngọc chúc bà con cô bác sức khỏe dồi dào, tâm linh sáng suốt, tu theo Phật pháp nhiệm màu thì cha với mẹ, và cầu xin tháng này là tháng của quyền thất tổ, cầu xin cho nhiều của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, từ thời nguyên thủy tới ngày hôm nay, từ cố tổ hoàng tổ sơ khai hoàng khai địa đạo nhiệm màu mới độ cho tất cả vong linh về, cho người chết về Tây Phương Cực Lạc, mà độ cho tất cả các cô bác ông bà dù già rồi, trẻ lớn bé gái trai nam nữ và các cô cậu tâm linh tu hành đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ, vậy là theo như cái tâm nguyện của cô Bảy hiện nay là muốn giúp cho các phần linh căn ở tại đình Thái Sơn là khoảng bao nhiêu người cô Bảy? 43 người. 43 người ha. Dạ, mỗi một phần quà thì khoảng bao nhiêu tiền cô Bảy? Một phần quà vậy là khoảng 500.000 mới đủ. Là những gì cô Bảy? Gạo, mì gói, nước tương, nước mắm. Tại có người dùng mặn, hàng trăm quan dùng mặn, những người tu theo thầy là dùng chay. Dạ. Mì gói mặn, mì gói chay, người 2-3 gói gì thôi. Đường một ngọt đầy đủ luôn, xà bông luôn. Vậy thôi, chứ không cần nhiều.
Dạ. Một đợt vậy thôi, rồi cái một tháng sau mình lại cho, đúng tháng mới cho người ta ăn bắt, ăn hà tiện. Dạ. Tại vì trong đó có những nhân vật là bà lão ăn trầu cũng lụm da chai, rồi mấy cậu cũng đi làm hồ. Bây giờ hiện nay có ba cậu làm hồ trong khu quản lý. Dạ. Dạ. Là cũng phần căng trong đó đó ha. Phần căng hết. Mà cô Bảy cho những người không có là biết tu, cô Bảy mới cho. Còn á, mà không biết, cô Bảy mua nhang đèn cho nữa mà. Cô Bảy thỉnh nhang đèn ở trên điện bà cố ông cố á, buổi đêm cô Bảy dọn dẹp á, là thỉnh cho mấy người đó đốt, cho mẹ, cho thầy, cho tổ. Dạ. Yeah. Nhưng mà những người chơi số đề với số cô Bảy khuyên không có là cô Bảy không cho. Dạ. Yeah. Thẳng thắn luôn, không cho, lựa người hiền đức đem về để tu học. Dạ. Yeah. Còn những cải tà quy chánh không nghe là không nói. Một lời nói của Bảy là phải nói gối ra già. Lời vàng thứ ngọc bạch kinh thì ngọc hoàng thượng đế cha trời cảm ứng chúng mình. Hôm nay mới thật là oai linh. Chúc cầu cho trăm họ vạn dân ba tánh được vạn ức thiên. Và chúc cho cậu Tuấn Dũng được nhiều sức khỏe để trên con đường này làm tròn sứ mạng. Dạ. Yeah. Chúc cầu sinh cha với mẹ, các cung các cội độ cho quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, làm đồng được mùa bội thu, làm ruộng được trúng mùa, và sống an nhiên tự tại để buôn bán có lộc có tài, và gia gia yên ổn, gia đình hạnh phúc yên vui, vợ chồng con cháu đầm ấm và sự bình an, làm lành lánh dữ thì được đặng an, tu hành đắc đạo một ngày sẽ trở về cung di mẹ đang chờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Như vậy thì mỗi một buổi tối mà thời hành đạo của cô Bảy là cô Bảy tụng kinh như thế nào, cô Bảy có thể chia sẻ cho con cô Bảy. Ngày mẫu thì cô Bảy tụng kinh mẫu 14 ngày thăm hối. Còn ngày thường á là cô Bảy mất đi. Có khi đệ tử lại tụng kinh. Rồi cô Bảy có tiền rồi cô Bảy đi, giờ này cô Bảy tạm là đi cho đi vô trong ngũ hành cô quản lý á, tụng kinh trong nhà cô quản lý, có tiền thì mua bông hoa, lụm da chai lấy tiền mua bông hoa cúng trong nhà cô quản lý á. Dạ. Bấm dài với cúng trong chùa mẹ Quan Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Như vậy thì hiện nay cô Bảy là có một cái nơi gia cư nào ổn định không cô Bảy? Không, mê cô Bảy mướn nhà trọ. Tháng 600 bây giờ người ta đòi lên 800 mà. Mướn nhà trọ ở ha. Là mướn nhà trọ ở là cái chỗ là chỗ ngủ. Còn thường ngày là mình đi cứ đi lòng vòng giúp huynh đệ làm từ thiện vậy đó hả? Đi vô đình gặp dơ thì quét dọn. Dạ. Gặp cô đó không có tiền, cô Bảy có 20 cô Bảy cũng cho. 10.000 còn 10.000 cô Bảy để túi uống cà phê với đổ xăng gì. Dạ. Có bữa đi đại vô trong cái xăng cái đưa người ta 5.000, cái người ta cho 50.000, cái ta đổ đầy xăng nói cô đẹp gái cho cô hết tiền. Thật sự với cô tôi hết tiền. Dạ. Thật sự với cô tôi hết tiền, tôi cố chỉ còn chứng minh cái thẻ thôi. Thẻ này đệ tử làm cho để cho tiền cho bà ăn chầu, mà giờ đệ tử bị kẹt trên Biên Hòa rồi không có ra ngoài được cho nên không gửi tiền được. Chờ hết giật đệ tử sẽ gửi tiền cho cô Bảy. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Là cô Bảy cứ nhai chầu suốt luôn không Bảy hả? Nhai chầu mới nhẹ cái tâm. Nhìn đời thế sự ôi thôi lạ rời. Buồn cho mặt thế chẳng tu, bây giờ phải chịu đọ đầy trần gian. Liệu cơm gấp mắm mà nhờ, để sao cha mẹ đó mới cắm cây cờ của Hồng Quân Lạc Tổ. Triệu vương rồi lại trưng vương, chân chắc chân nhị rồi mới ra kỳ tam này. Lê Sơn sánh mẫu với Quyền Di thì anh Vũ Sơn núi kép mới tỏ bày phân kia. Thì hồ những lưu nước hồ nước của thầy cũng đã để lại trên núi kép là anh Vũ Sơn. Gò Sơn Tiên ở trên Cô Tô sau này nó cũng phải nổ ra hầm chén để nuôi người tu hành. Yeah. Thiên Cấm Sơn chờ giờ, bây giờ đã núi non đã vỡ tan thành, còn sinh hơn muôn vật huống chi là chúng ta. Đó là lời của Giê-xu nói. Ta là đã, đó là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Omega Alpha Mara Du Xe Amen. Nhân Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen.
Dạ, Nam Mô Đà Phật. Cô Bảy là Maria Lê Thị Thu Loan. Ở ngoài là mang cái xác cậu Thận chùa Châu Đốc Ba 11 năm rưỡi coi bói tại chùa Châu Đốc Ba. Nuôi hai đứa con mồ côi mang bụng bầu. Chồng bỏ, cho nên cô Bảy ngậm ngùi phải chịu. Sau cô Bảy mới về Đồng Nai. Trấn kho gạo lỗ 500 triệu ra đi ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm 04 tới bây giờ gia đình Phú Sơn làm con quả. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Làm con quả xong rồi vợ bảo vệ quýnh cô Bảy về cô Tô 5 tháng 20 ngày. Sau cô Bảy quay về nuôi cắm mướn nhà trọ Nhật Trường. 2 năm mấy, gần 3 năm mới ra Nhật. Ra ngoài Thiên Thành thì huynh đệ có cho 6 triệu một năm đóng Thiên Thành. Năm nay huynh đệ lấy tiền cô Bảy làm những chuyện gì đó, cô Bảy phải mượn tiền dây bật khỏi mới trả xong. Cũng một năm luôn là 2 năm của Thiên Thành. Vừa rồi Thảo quá mượn tiền cô Bảy cứ lại quýnh đập cô Bảy buồn mới mướn nhà trọ Tư Hồng bữa cậu vô tháng 600. Dạ. Rồi xin tiền tín dụng được 2 tháng đó đóng. Rồi bây giờ tháng này nó đòi cô Bảy mới đi. Con cô Bảy gửi 500 cô Bảy mới đóng 300 còn thiếu 300 nữa. Tại bữa đóng trễ. Giờ dạ. Vô đầu tháng người ta đòi lên 800 mình ăn nỉ. Mới 600 thôi cô ơi, chứ giờ 600 tôi không trả nổi, tôi lụm da chai lỡ tơ chân lỡ lét hết trơn mình. Dạ, lụm da chai đi lụm da chai ha, lỡ lét chân ha. Qua xin cô Thảo mà cái mấy cái giấy á để bán kiếm tiền. Dạ. Kiếm tiền có để tiền túi mua chầu, mua đậu phộng, thuốc xé rồi ăn. Nam Mô Di Đà Phật. Mua chầu cao cho mấy bà chầu. Dạ, con cũng cảm nhận được cái tấm lòng của cô Bảy. Tuy là nghèo khó thiệt nhưng mà luôn có một cái tâm để mà giúp lo cho huynh đệ cùng với những cái phần căn mà bạn tu của cô Bảy gặp khổ khó thì cô Bảy có bao nhiêu cô Bảy giúp bao nhiêu tùy duyên. Và thì hôm nay con được cái hữu duyên cũng thấy nhận được cái biết được cái hoàn cảnh của cô Bảy thì con cũng xin thay mặt một mạnh thường quân trợ duyên với cô Bảy trước tiên là hỗ trợ với cô Bảy để cho cô Bảy có tiền đổ xăng để đi giúp cho bà con ha. Hoặc là có tiền để đóng phòng trọ 800 ngàn một tháng này ta lên hả cô Bảy? Dạ, lên 800. Dạ, thì con xin thay mặt Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Em này xin được ẩn danh ha, có gửi cho con một ít tiền để mà đi giúp cho bà con khó khăn. Thì con xin dùng thêm số tiền của Mạnh Thường Quân này để hỗ trợ cho cô Bảy 2 triệu trước ha. Còn những cái phần mà quà mà cô Bảy xin cho các phần bà con nghèo linh căn gì của cô Bảy 40 mấy phần đó. Thì cái phần đó thì để cho Mạnh Thường Quân sau này có ai ủng hộ đó thì cô cháu mình sẽ đi đến đó để phát cho bà con cho đó cô Bảy ha. 31 phần. 31 phần. 43 người. Dạ 31 phần mà 43 người là sao cô Bảy? Tức là một nhà hai vợ chồng á. À, hai chồng với đứa con cháu tức là 31 phần nhà 31 hộ, 31 hộ mà 45 người. Rõ ràng là vậy. Dạ, năm mà trong đó Phật. Có năm bà ăn chầu. Dạ. Bà ăn chầu thì chỉ phát chầu cao chứ với cho mì gói thôi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bà ăn chầu suốt hết trơn đâu có độ ngọc đâu mà khác. Dạ dạ rồi để con lấy tiền con trao gửi đến cô Bảy nha. Nam Mô Di Đà Phật trợ duyên với cô. Dạ, kính thưa cô Bảy, thì hôm nay con xin thay mặt một Mạnh Thường Quân ở bên Úc xin được ẩn danh có gửi cho con số tiền để đi giúp bà con khó khăn cũng như là trong lúc dịch bệnh thì con xin dùng số tiền 2 triệu của một em Mạnh Thường Quân của bên Úc này để hỗ trợ cho cô Bảy đóng tiền phòng trọ với đổ xăng để đi giúp bà con huynh đệ. Dạ Nam Mô Đà Phật. Thôi bà, cô Bảy cũng không có gì hơn, ngày hôm nay là ngày 14 âm lịch ngày 9 của năm 2021 Tân Sửu. Cô Bảy cũng tạ ơn công đức tấm lòng thành tiền mồ hôi nước mắt của cái cậu từ bên nước Úc gửi qua đây cho Tấn Dũng. Cô Bảy nhận đây để chia sớt phần cơm áo với cô Bảy và để trợ duyên cho huynh đệ đóng tiền nhà trọ và cầu chúc cho cậu nhiều sức khỏe và tâm linh sáng suốt. Lũ duyên gặp lại cậu hiền, chúc cầu cậu được vạn người tâm linh. Nay quyền thiên hậu tổ, chúc cậu hiền được dân đức tin. Thôi thời cậu cũng giữ yên, giữ sao mà phần xác được sức khỏe vững vàng. Cậu ơi trần gian còn nhiều bể khổ, chúc cầu gia đạo cậu được bình an. Chúc cho cả nước Úc được vạn ức niên, chúc cho cậu được quyền tiên của mâu hiền. Thương
cầu cho gia đạo đặng an sum rầy. Ngày nay 14 nhật trăng, chúc cầu cho gia đạo cho lối sớm nước ngoài được đặng. Cầu cho bệnh dịch tiêu tan, cầu cho nước mà cầu được nhàn. Thôi thời cậu dính chút thời giờ, hết dẫn bệnh rồi cậu về nước Việt Nam. Thiên Cấm Sơn có nhiều điều bí ẩn, chúc cậu hiền được dân và đời. Mong một ngày lập hội cậu cũng có tên sổ vàng cung di của mẫu mẹ. Chúc cho cậu hiền sống được an nhàn xa thân. Nam mô Đà Phật. Con cũng xin cầu chúc cho cậu Bảy có được sức khỏe tốt để lo cho huynh đệ cũng như là lo cho bà con mình trong lúc dịch bệnh này ha cậu Bảy ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công đức của các mạnh hành quân con xin kính chào. Ở bên Úc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin kính chào cậu Bảy. Dạ. Dạ Tuấn Dũng xin cảm ơn một em mạnh thường quân ở bên Úc đã hỗ trợ tận tài để Tuấn Dũng giúp những hoàn cảnh khó khăn. Kính chúc cho quý vị luôn giữ sức khỏe và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.